Chào mừng các bạn đã đến với kênh NHBD Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo và chỉnh sửa danh sách phát trên cái bảng điều khiển của YouTube. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào trang YouTube giúp mình. Thì ở cái phần YouTube, đối với các bạn đã đăng nhập trước đó thì các bạn sẽ truy cập vào các tài khoản mà các bạn dùng để tạo ra những cái video. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái YouTube Studio giúp mình. Thì ở trong cái YouTube Studio này, nó sẽ phân chia ra được những cái video mà các bạn đã up lên trước đó. Thì các bạn sẽ nhấp vào một cái phần nội dung giúp mình. Thì cái phần nội dung ở đây là nó sẽ tổng hợp hết những cái video mà các bạn đã tạo ra từ trước đến giờ. Các bạn có thể chỉnh sửa những cái thông tin, thêm những cái chi tiết vào cái video này. Thì ở đây nếu mà các bạn muốn tạo ra những cái video theo từng cái chủ đề riêng để tạo ra những cái danh sách mà khi mà cái người xem họ muốn tìm theo cái chủ đề thì họ có thể dễ dàng để truy cập theo cái danh sách đó để vào được các video mà các bạn đã được tạo ra theo từng cái chủ đề riêng biệt. Thì các bạn sẽ nhấp vào một cái video mà các bạn muốn chỉnh sửa giúp mình. Thì ở cột cái danh sách phát thì các bạn sẽ nhấp vào. Ở đây thì mình đã tạo ra được những cái danh sách phát theo chủ đề trước đó. Thì nếu mà các bạn muốn tạo ra một cái danh sách mới thì các bạn sẽ nhấp vào đây giúp mình. Danh sách phát mới. Thì ở đây bạn sẽ thêm tiêu đề ví dụ như là video hướng dẫn YouTube. Thì những cái video nào mà có cái chủ đề về YouTube, YouTube thì các bạn sẽ cho vào những cái danh sách này theo cái chủ đề tương ứng với video. Thì khi mà các bạn hoàn tất, các bạn sẽ nhấp vào cái nút tạo giúp mình. Đây. Thì nó sẽ tạo ra một cái danh sách phát mới theo cái chủ đề mà các bạn đã tạo. Thì ở đây mình sẽ tạo là video hướng dẫn YouTube. Thì sau khi hoàn tất, các bạn sẽ nhấp vào cái nút xong giúp mình và bấm lưu lại cái video này. Thì nếu mà các bạn muốn kiểm tra hoặc là chỉnh sửa cái danh sách phát thì các bạn sẽ bấm lưu lại giúp mình. Thì ở cái phần nội dung của kênh, các bạn sẽ thấy cái phần danh sách phát ở đây. Thì các bạn sẽ kiểm tra lại cái phần danh sách phát mà bạn đã tạo ra trước đó, xem là nó đã được tạo hay chưa. Thì ở đây nếu mà các bạn muốn cập nhật thêm cái thông tin, ví dụ như cái phần mô tả về cái danh sách phát này, thì các bạn có thể nhấp vào đó và để chỉnh sửa. Ở đây thì nó có chỉnh sửa, ví dụ đây là các bạn sẽ chỉnh sửa cái tên của cái chủ đề của cái danh sách phát này. Ví dụ ở đây các bạn muốn chỉ chỉnh sửa là video YouTube thì các bạn sẽ chỉnh lại giúp mình và bấm lưu lại. Ở đây thì nếu mà các bạn muốn mô tả kỹ hơn, giúp cho cái người độc giả, cái người xem khi mà họ truy cập vào cái trang của mình thì các bạn họ có thể tìm thấy được những cái video theo chủ đề một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, thì các bạn sẽ thêm vào phần mô tả giúp mình. Thì ở phần mô tả các bạn sẽ thêm là các danh sách, các video hướng dẫn YouTube. Sau đó các bạn sẽ nhấp lưu lại giúp mình. Thì cái video hướng dẫn các bạn cách tạo và chỉnh sửa cái danh sách phát trên YouTube của mình đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nếu có ý kiến thắc mắc cũng như phản hồi, đóng góp cho kênh, các bạn vui lòng comment ở dưới video. Thì mình rất là mong là nhận được những cái ý kiến phản hồi cũng như là góp ý của bạn để làm cho kênh NHBD Channel ngày càng một hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Thì thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại.